You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'll be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived. And I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Jimmy xin kính chào tất cả quý khán thính giả của đài truyền hình SVTN và xin chào đón quý vị đến với chương trình lần đầu tiên được tổ chức Nail Queen 2022. Và thưa quý vị, vừa rồi là phần mở đầu với tiếng hát của nam ca sĩ Đoàn Phi trong nhạc phẩm Can't Take My Eyes Off You với phần phụ diễn của 9 thí sinh đã vào vòng bán kết của chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho 9 cô thí sinh của chương trình Nail Queen 2020. Đứng ngay trên sân khấu này thì lần đầu mới thấy là âm thịnh mà dương suy thế này. Gươm lạc giữa rừng hoa. Cái thú vị, tiếng hát của Đoàn Phi đã đưa nhịp bước 9 người đẹp, 9 cô thí sinh đã vượt qua nhiều vòng loại để bước vào vòng bán kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Một lần nữa xin chào đón các cô và mời các thí sinh cùng trở vào bên trong để chúng ta sửa soạn cho phần thi kế tiếp. Và một tràng pháo tay cho 9 cô thí sinh. Thank you, ladies.
Kính thưa quý vị, nhìn lại dòng lịch sử của người Việt tha hương ở hải ngoại, thì ngay từ những năm đầu viễn xứ, thì chúng ta cũng đã có được những chương trình thi Hoa hậu, mà cụ thể là vào năm 1977. Lúc đó thì một số anh chị em sinh viên ở tại Đại học Long Beach đã tổ chức một cuộc thi để kéo cộng đồng về với nhau, đó là Hoa hậu áo dài Long Beach. Từ năm 77 tới bây giờ, chúng ta thấy có rất nhiều những cuộc thi Hoa hậu, nào là Hoa hậu Thế giới người Việt, Hoa hậu Á Châu người Việt, Hoa hậu Quý bà, Hoa hậu Doanh nhân, nhiều lắm. Nhưng chương trình này là lần đầu tiên một cuộc thi Hoa hậu dành cho chị em phụ nữ trong ngành nails, một ngành nghề mà hiện nay người Việt của chúng ta chiếm gần 50%. Theo cá nhân của Jimmy nghĩ đó, cái cuộc thi này phải có từ lâu, bởi vì nó quá là ý nghĩa. Có hai yếu tố. Thứ nhất là cộng đồng của chúng ta hiện nay rất là lớn mạnh ở tại Hoa Kỳ và làm nail rất là nhiều. Và thứ hai là ngành nail là một ngành mà người ta gọi làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người qua những bộ móng. Thì trước khi làm đẹp cho đời, làm đẹp cho người, thì những chị em phụ nữ trong ngành nail cũng phải làm đẹp cho chính bản thân của mình trước. Vì vậy mà chúng ta cũng không quá ngạc nhiên khi biết những đồng hương của chúng ta, những người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta làm nail vừa giàu mà lại vừa đẹp. Cái này nói đúng mà, hình như là Thủy Dương còn nhớ là khi xưa Jimmy cũng trong ngành nails mà phải không? Đúng rồi, Jimmy cũng có bằng nail và làm nail một thời gian. Vậy nghĩa là bạn đang nói là bạn tự thấy là mình giàu và mình đẹp phải không ạ? Về vấn đề đẹp đó hay xấu đó tùy thuộc vào người đối diện. Còn cái vấn đề về giàu á thì từ khi mà bỏ làm nails mà qua làm YouTube với TV thì nghèo hẳn ra. Nghèo hẳn ra. Vâng, thưa quý vị, là như là Jimmy vừa nãy với chia sẻ với quý vị, đó là chúng ta bắt đầu với 20 phụ nữ Việt học ngành nails vào năm 1975 trong trại tị nạn tại Northern California. Đến ngày hôm nay, chúng ta có hơn 374.000 người có bằng nails, người Việt có bằng nails, và người Việt của chúng ta là 50% của số lượng tất cả những người làm nails tại Hoa Kỳ. Dạ vâng. Vì vậy mà chúng ta mới có một cuộc thi dành cho những người đẹp trong ngành nails để chọn ra, và hy vọng rằng chương trình này, cuộc thi này sẽ là một cái truyền thống. Mỗi năm chúng ta đều chọn ra một người đẹp nhất trong ngành nails của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Và để có được hai buổi thu hình vòng bán kết, vòng chung kết cho cuộc thi Nail Queen này, thì chúng tôi cũng không quên những nhà bảo trợ đã góp một bàn tay để làm nên chương trình này được thành công. Trước hết thì chúng tôi cũng xin cảm ơn title sponsor đầu tiên là công ty D&D Gel, A World of Blooming Color. Thank you. Tiếp đến là công ty Surihi với tôn chỉ là Yoho Makeup, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Và một nhà bảo trợ kế tiếp đó là Nails of America and Milano Nail Spa. Xin cảm ơn ba nhà title sponsor. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng xin cảm ơn Advanced Beauty College, Kiều Hạnh Jewelry, Lurico, Sendwave, DT Collagen, Ngọc Sương Restaurant và Xe Đò Long Thành. Bên cạnh những nhà bảo trợ thì chúng tôi cũng rất là hân hạnh có sự góp tay của một số cơ quan truyền thông của cộng đồng người Việt hải ngoại. Nhờ những sự phổ biến đó mà rất nhiều người đã biết đến cuộc thi này. Trước hết chúng tôi xin cảm ơn Nhật báo Người Việt, Việt báo, đài truyền hình SET, VRW Radio, Nam Radio, Trúc Hồ Music, Sài Gòn Times, IBC TV và Radio Bosa. Và thưa quý vị, khi mà chúng ta có một cuộc thi thì tất nhiên là chúng ta phải có sự hiện diện của một ban giám khảo. Và sau đây chúng tôi xin rất là hân hạnh giới thiệu đến quý vị ban giám khảo của chương trình bán kết đêm hôm nay. Người đầu tiên đó là MC xứ ngôn viên Diệu Quyên, đại diện cho đài truyền hình SVTN. Tiếp đến đó là anh Lộc Dương, CEO và đại diện cho công ty D&D Gel. Xin mời anh. Và chào đón D&D đã cộng tác với đài truyền hình SBTN. Vâng, và kế đến thì Dương thấy có Thái Trần, CEO và đại diện cho Nails of America và Milano Nail Spa. Thank you. Và vị giám khảo kế tiếp là một trong những xứ ngôn viên và MC kỳ cựu của đài truyền hình SBTN ngay từ những ngày đầu. Và cô cũng là đại diện cho công ty Surihi,
MC Giáng Ngọc. Và kế đến là ca sĩ Nguyên Khang, đại diện cho ca sĩ Nguyên Khang. Thanks for being here. Và để nói đôi lời chào với tất cả quý vị và nói lên tầm quan trọng cuộc thi này, thì chúng tôi cũng không quên mời một vị đại diện trong ban tổ chức và cũng là một sứ ngôn viên của đài truyền hình SBTN. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón sứ ngôn viên Kim Nhung. Kim Nhung xin cảm ơn Thùy Dương, cảm ơn Jimmy Thái Nhật và Kim Nhung cũng xin cảm ơn tất cả quý quan khách có mặt hiện diện trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, chương trình Now Queen 2022 được có sự thành công là Kim Nhung xin đại diện cho ban tổ chức. Xin cảm ơn tất cả quý vị và nhất là tất cả quý khán giả ở khắp nơi trên toàn thế giới đang theo dõi chương trình của đài truyền hình SBTN. Quý vị đã ủng hộ cho chúng tôi, ủng hộ cho các thí sinh để chúng tôi có thể có một cái cuộc thi thành công cho đến ngày hôm nay. Và phải nói là Kim Nhung rất cảm ơn tất cả gia đình cũng như là các thân hữu của các thí sinh đã tạo điều kiện và hỗ trợ tinh thần cho các em thí sinh tham gia cuộc thi năm nay, năm Neo Queen 2022, năm đầu tiên chúng tôi tổ chức cho cộng đồng ngành neo. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng không quên để cảm tạ và cảm ơn những nhà bảo trợ mà Jimmy cũng như cô MC duyên dáng Thùy Dương vừa mới cảm ơn. Cảm ơn tất cả quý vị bởi vì có sự ủng hộ của quý vị mà chúng tôi cũng đã có được cái tổ chức một cái chương trình cũng thành công. Và ngoài ra thì Kim Nhung cũng xin cảm ơn tất cả các nhân viên, các ban kỹ thuật và nhất là sự cộng tác của các ca nhạc sĩ. Và không quên cảm ơn một người rất là quan trọng, đó là Tổng Giám đốc Trúc Hồ cũng như Ban Giám đốc của đài truyền hình SBTN đã đồng hành cùng với chương trình cho đến ngày hôm nay. Và Kim Nhung cũng xin cảm ơn riêng đối với những người thân của và bằng hữu và bạn bè các anh của Kim Nhung, đó là một người anh đã cho Kim Nhung một cái ý tưởng đầu tiên để có thể cùng với đài truyền hình SBTN để chúng ta tổ chức Neo Queen, đó là anh Nam Nguyễn. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và người cố vấn mà Kim Nhung xin cảm ơn đó là anh Thụy Nguyễn đã cố vấn cho chương trình từ đầu cho đến ngày hôm nay. Thưa với tất cả quý vị, các thí sinh ngày hôm nay tham dự, dẫu cho ở thứ hạng nào thì các em cũng đã đóng góp hết mình. Vì vậy, chúng tôi xin chúc cho tất cả các thí sinh ngày hôm nay được thành công và được nhiều may mắn. Cảm ơn chị Kim Nhung. Và sau một vài giây phút thương mại thì chương trình thi vòng bán kết sẽ trở lại. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Chương trình được bảo trợ bởi D&D Gel, A World of Blooming Color. Nails of America and Milano Nail Spa, a luxurious nail salon. Advanced Beauty College, inspire, educate, give back.
phẩm Yoho Megabu Fukuden. Đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty, phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thì quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri, cái số phone là 1-800-535-5419. Trường thẩm mỹ Advanced Beauty College với hai địa điểm Garden Grove và Laguna Hills tại California đã thành lập được trên 35 năm. Trường có khóa học tóc, nail, facial, hớt tóc nam và đào tạo giáo viên. Trường có chương trình trợ cấp chính phủ nếu học viên hội đủ điều kiện, ngay cả khi không có bằng trung học. Quý vị có thể học online đến 50% tổng số giờ. Trường có đội ngũ giáo viên tận tâm, kinh nghiệm, giảng dạy hết mình. Mọi chi tiết xin liên hệ số 714-530-2131. Corolla Cross lần đầu tiên ra mắt Toyota, đi khắp nẻo gần xa. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình FBTN, chương trình trực tiếp truyền hình Nail Queen 2022. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng lên màn ảnh để chúng ta cùng xem ba thí sinh đầu tiên của cuộc thi ngày hôm nay. Đó là cô Fita, Sofia Alvarado và Diệp Phi. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Em tên Phi Phi Tạ, em sinh ra và lớn lên tại Khánh Hòa, Việt Nam, một thành phố biển xinh đẹp, hiền hòa và dễ thương, với nhiều vùng biển nổi tiếng trên thế giới. Em từng là giáo viên dạy cấp tiểu học khi còn ở Việt Nam và em tốt nghiệp loại giỏi bằng nail của trường Kelly Pan. Hiện tại em là Á hậu Việt Nam Sacramento 2022. Công việc hiện tại của em là làm nghề và đào tạo nghề nail. Bên cạnh đó, em còn làm nghề và đào tạo nghề nối mi và phun xăm. Em muốn em là một ngọn lửa để thắp sáng và duy trì phong trào cuộc thi sắc đẹp dành cho chị em ngành nail. Em thích võ vì gia đình em có truyền thống võ. Em thích thiền vì thiền giúp em thanh lọc thân tâm. Ngoài ra, em thích chế biến những món ăn healthy, những món ăn vegan để chia sẻ cùng mọi người. Đối với em, hoa hồng thì có cái nét rực rỡ, hoa lan thì có nét kiêu sa, hoa cúc có cái nét hoang dại bên đường, mỗi hoa có mỗi cái vẻ đẹp riêng. Em đánh giá cao tất cả các thí sinh có mặt trong đêm hôm nay. Mỗi thí sinh có tài năng và vẻ đẹp riêng, em trân trọng. Có lẽ là điều đặc biệt của em, đó là em là Á hậu Việt Nam Sacramento 2022. Growing up, I was inspired by music, instruments, and art. So I started off drawing cartoons and stuff, and then when I got a little bit older, I got into kind of the graffiti art and dance. When I was about 15 years old is when I started
experimented with acrylics and nail art and stuff like that. And it wasn't until I was about 27 years old is when I decided that I wanted to go and become a nail artist. I'm not married. I've been single probably about a good 10 years now. I do have 4 children, 2 boys, 2 girls. My oldest is 22 and my youngest is 17. My kids know all about the nail industry because they, you know, when they were growing up, all they've seen was just nails. I would say my role model is my grandmother. She came to the United States as an immigrant, worked extremely hard. She was able to purchase land and build her homes and purchase land for her crops and stuff. So I feel like she's one of my idols. I feel if I win Nail Queen that I'm going to get back into my community. I want to get back into the Filipino community of my city. Every year we have a big festival where all different Filipinos from all everywhere just come into the city, and we have a big festival, we have vendors, we have performers. And what I want to do is I just want to invest some money in that and into the back into the community. Em tên là Diệp Yến Nhi. Em qua đây hồi lúc em 10 tuổi. Thì khi em ra high school thì mẹ em trong thời gian đó thì cũng bước vào ngành nail và cái ngành thẩm mỹ để nuôi em ăn học. Thì mẹ em có nói em đi học thêm ngành thẩm mỹ luôn đi. Thì sau khi vừa cái mùa hè em vừa ra high school thì mẹ em đăng ký với em đi học thẩm mỹ. Sau đó thì em vừa học thẩm mỹ và em vừa đi học đại học ở OCC là Orange Coast College. Thì cái ngành học đại học thì em học về ngành thiết kế và vừa học thẩm mỹ. Thì mẹ em biết rằng là sẽ một con đường dài để khi em có bằng. Thì cái ngành thẩm mỹ, ngành nail này đã giúp em có khả năng để em đóng tiền học. Thì mới vừa đây thì em mới ra trường, cái trường đại học về thiết kế nội thất. Và em mới bắt đầu được ở company về thiết kế nội thất ở Irvine. Và một điều nữa là em biết 3 thứ tiếng. Em biết nói tiếng Việt, nói tiếng Anh và nói tiếng Nhật nữa. Hoạt động về xã hội nổi bật á, thì là cái đạo sinh đó cũng được Girl Scout of America chứng nhận. Và Tổng thống Obama và Michelle Obama đã gửi cái certificate và cái award cho em. Thì cái đó là một cái thành phần em tự hào nhất. Và đó là một số hình ảnh của 3 cô thí sinh đầu tiên trong vòng bán kết ngày hôm nay. Và một trong những cái niềm vui mà chương trình của chúng tôi nhận được đó là không chỉ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta tham dự cuộc thi Nail Queen này mà chúng tôi còn có một số những thí sinh ngoại quốc đến chương trình, chẳng hạn như cô thí sinh số 2 vừa rồi, cô Sophia là gốc Mễ Tây Cơ. Và quý vị đã sẵn sàng cho chương trình ngày hôm nay chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào chương trình văn nghệ với một tiếng hát trẻ đang được khán thính giả trẻ yêu thương. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Evie. You know the bed feels warmer sleeping. I dream in color and do the things I want. Think you got the best of me, think you had the last laugh, but you think that everything good is gone. Think you left me broken down, think that I'll come running back. Maybe you don't know me 'cause you get wrong. What doesn't kill you make you stronger. What doesn't kill you make a fighter, puts them even lighter.
like swinging. You try to break me, but you see what doesn't kill you make you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you make a fighter. Put that even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you make you what doesn't kill you make you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. Thanks to you I got a new thing started. Thanks to you I'm not the broken hearted. Thanks to you I'm finally thinking about me. You know in the end the day to love was just my beginning. In the end, what doesn't kill you make you stronger. Stand a little taller. Doesn't mean I'm lonely when I'm alone. What doesn't kill you make a fighter. Puts that even lighter. Doesn't mean I'm over, cause you're gone. What doesn't kill you make you stronger, stronger. Just be myself and die. What doesn't kill you make you stronger. Trình được bảo trợ bởi Nails of America and Milano Nail Spa, a luxurious nail salon. D&D Gel, a world of blooming color. Gyuhan Diamond Center, GIA certified. Sản phẩm Yoho Makeup Fukuden, đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty. Phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thưa quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa. Thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri, cái số phone là 1-800-535-5419. Trường tồn vĩnh cửu, mọi kiểu dáng mang những ý nghĩa ẩn sâu trong nó, đặc biệt trong tình yêu. Khi người con trai tặng cho người con gái mình yêu thương
thì nó có nghĩa cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. Hãy cùng với Kiều Hạnh Turi ghi lại những khoảnh khắc tình yêu vĩnh cửu của hai bạn. DT Collagen là nhãn hiệu dược mỹ phẩm trị mụn hiệu quả với acne gel, kem chống nắng và sữa rửa mặt tẩy tế bào chết. Hiện có giá ưu đãi cho DT Acne Kit 3-in-1. DT Collagen còn nổi tiếng với các sản phẩm chống lão hóa, hồi phục tuổi xuân với kem dưỡng da ban đêm, kem giảm thâm vùng mắt, kem dưỡng sáng da trị nám và kem trị khô da. Ưu đãi đặc biệt giảm 20% khi áp mã NEO20, tặng ngay một sữa rửa mặt trị giá $30 khi mua trên $100 và miễn phí shipping. Những ngay ưu đãi hấp dẫn tại trang web dtcollagen.com ngay hôm nay. Vâng, và thưa quý vị là trước khi mà chúng ta gặp gỡ ba thí sinh kế tiếp trong chương trình ngày hôm nay thì Thùy Dương xin chia sẻ một chút cái cảm nghĩ của mình bằng tiếng Anh nếu mà quý vị không, if that's okay. You know, I think that just as we celebrate doctors and lawyers and politicians and movie stars, today we celebrate the nail community. Because you are deserving of this celebration and it is long overdue. You know, I think that the people who work in the nail industry are some of the ones that work the longest hours, right? In some of the most challenging conditions. And I know that you also contribute a very large portion of the US government's taxes. And in addition to that, you are always one of the first few people to raise your hands when we need to raise money for a charity. And you always, I think, work very hard to sacrifice for your family and then for the beauty of others before yourself. And that's why we are so, this celebration is long overdue and we are so happy to be celebrating the Nail Queen Pageant 2020 today. Vâng, và thưa quý vị là chúng ta sẽ gặp gỡ ba thí sinh kế tiếp trong chương trình Nail Queen 2022. Thí sinh mang số 5, 6 và 7, Ngô Thúy Hằng, Tiffany Nguyễn và Nguyễn Thái Linh. Tóm tắt lịch sử từ bé đến lớn của em thì khá là sóng gió, tại vì em cũng là một cái người gọi là một cái đứa trẻ cũng rất là bướng bỉnh, thấy chán em cao quý vị. Và cộng thêm một cái đam mê thì gia đình không có chấp nhận, cho nên là em đam mê về ca hát á, cho nên là em sống từ nhỏ ở Rạch Giá nhưng mà đã quyết định đi lên Sài Gòn theo đuổi cái đam mê ca hát của mình vào năm 2002. Khi mà đến Mỹ thì cũng có một số cơ duyên đến với em về hát, nhưng mà em xác định là khi bên Mỹ thì mình phải có một cái nghề đặc trưng đó, thì đó cái cơ duyên của em là vừa đi hát và em cũng chọn cho mình một cái ngành nail. Ngành nail là một cái ngành là cũng em cũng cảm thấy rất là hãnh diện của người Việt mình tại xứ sở con hoa này, cho nên là em cũng rất là đam mê về ngành nail. Thì em cũng được học bài bản qua trường AP Beauty College á, cho nên em cũng đã có cái bằng nail và được trải nghiệm 4 năm làm tại Mỹ. Thì em cảm thấy là năng khiếu chuyên môn của em là chính là về ca hát đó, nhưng mà em thấy cái gì em cũng có một chút hết. Thì em lớn lên cũng ngoài đam mê ca hát rồi, em cũng thật sự là dành cho công việc đi làm nhiều, em cũng không có tìm hiểu về những cái đẹp cũng như là những cái đẹp về những cái hoa hậu thế giới thì em cũng chưa có tìm hiểu nhiều. Nhưng mà em thấy một cái người đẹp nhất trong gia đình em là mẹ em. Thì có thể là mẹ em đó là một cái điều để cho em gọi là học hỏi và noi theo. Mẹ em là hoa hậu của lòng em. Dạ. Hello everyone,
So my name is Tiffany. I am 20 years old. I was born and raised in Santa Ana, California, and I am the youngest of two siblings. I have two older brothers. Both my parents are here. They moved here from Vietnam to give us better life and better opportunities. When I was in high school, I was very quiet. I liked reading books and I liked dancing. I liked my two older brothers, they would break dance, and so I would string along with them, and so I would learn how to break dance too. So I have a lot of boyish qualities because of my two older brothers. And so as I got older, I went to college, I went to business marketing because I really love enjoying the communication and rapport that you would have with people. Then after that, I enrolled into Academy of DJs in Santa Ana, California, graduated as a DJ. So now I am currently a DJ and I am also in Advanced Beauty College to be a nail tech. Yes, so I love music. Ever since I was a child, I would always play music. I wouldn't be able to sleep unless I had music in my ears. Yes, so I have a very strong connection with music. And so I love doing things that are very male dominant because I really love female empowerment. And so I was always interested in learning how to DJ. I thought it was so fun, so cool. But I would always see male DJs. It was always boys, always boys. And I was like, you know what? They need more females. I want to learn how to do it. And so I enrolled in school, I learned how to do it, and I just fell in love with it ever since. When I was in college, I was a part of UVSA, Vietnamese Student Association. We typically would always do volunteer work, or we were involved with the Tet Festival. And then after I graduated Academy of DJs as a DJ, I stuck around to be an alumni and a part of staff as well. I have so many different role models, but if I were to really choose one person who impacted my life and how I grew into the woman that I am today, it would be my grandma. Oh, sorry, I'm gonna cry. So I grew up with my grandma. She would always take care of me since I was a little kid. And she really taught me to be kind, to be strong, to always treat people with respect, and to really just not love others, but love yourself as well. Because you can't take care of other people unless you take care of yourself. And I have a lot of her traditions and morals instilled in me, and I'm really thankful for her, and I miss her. If I were to win Nail Queen, I would definitely give my parents my winnings. They've sacrificed so much for me. They've sacrificed so much for me, and I just want to be able to give something back to them as well. Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có hai anh trai. Em là con gái út. Em hồi bé em rất là nghịch ngợm, nhưng mà em rất là thích hát. Trước đó em có học về nail tóc, và trước đó em cũng có làm nail. Nhưng mà sau này, hiện tại bây giờ thì em làm chuyên về tóc, với xóa nám, xóa đồi mồi, xóa tàn nhang, xóa mụn ruồi, xóa những mụn thịt dư. Hồi lúc em còn học ở trường á, thì em được giải Á hậu 1 của trường. Xong rồi ở trường á, mới kêu em đi thi của quận Cam mình, thì em cũng được giải Á hậu 1 nữa, làm được 2 giải. Thì sau cái lễ đăng quang đó thì em đi làm gây quỹ từ thiện cho Trận Bão Cindy á. Em gây quỹ từ thiện được 3-4 tiếng đồng hồ thôi, buổi tối á, được mấy trăm ngàn á. Em thấy là em tự tin hơn. Em rất là tự tin. Nhưng mà em không có tự cao. Mẹ em là người rất hiền. Bà luôn luôn giúp đỡ những người nghèo khó. Và mẹ em bán đồ á. Mẹ em bán với mình một cái tạp hóa vậy đó, bán đồ ăn nhiều lắm. Nhưng mà một khi mà người ta tới ăn á,
ăn 3 phần hay ăn 4 phần, mẹ em vẫn lấy tiền có 1 phần, tại vì chỗ đó là công nhân á. Mẹ vừa bán vừa cho, rồi riết là mẹ em có được mấy chục người con ở ngoài đó luôn. Kính thưa quý vị, để mà quay về lại với chương trình Nail Queen 2022 ngày hôm nay, thì một trong những cái điều mà từ nãy đến giờ chúng tôi quên nhắc là bên cạnh ban giám khảo thì các quý khán giả của đài truyền hình SVTN cũng có thể tự chấm điểm cho các thí sinh mà mình yêu mến. Và khán giả SVTN bình chọn, quý vị có thể text về cho 714-489-1061, một lần nữa 714-489-1061, để cho chúng ta có được cái giải khán giả của SBTN bình chọn. Cho nên là quý vị text về những người thí sinh mà quý vị yêu mến nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và để thay đổi không khí của chúng ta một tí, thì trên sân khấu ngày hôm nay sẽ có một phần trình diễn rất là đặc biệt của một thí sinh và ca sĩ. Nhưng mà chúng tôi cũng xin nhấn mạnh với quý khán giả là tuy rằng là các thí sinh có thể đóng góp trong chương trình văn nghệ, nhưng mà hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến chương trình thi Nail Queen 2022. Ngày hôm nay quý vị cũng nghe các thí sinh chia sẻ là nhiều người rất là yêu và say mê với cả văn nghệ. Thì một trong những thí sinh đó, đó là thí sinh Sophia Alvarado. Và ngày hôm nay đặc biệt cô sẽ trình diễn với sự phụ diễn của chính con gái của mình, đó là Zianna, qua nhạc phẩm Yeah. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho Sophia and Zianna. Just stop and think of all
Chương trình được bảo trợ bởi Nails of America and Milano Nail Spa, a luxurious nail salon. D&D Gel, a world of blooming color. Advanced Beauty College. Inspire, educate, give back. Gyuhan Diamond Center, GIA certified. Makeup Fukuden, đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty, phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thì quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa, thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri, cái số phone là 1-800-535-5419. Nhà hàng Ngọc Sư ngay khu phố Little Sài Gòn, chuyên về cá nướng da giòn, ốc và các loại lẩu, thêm món miếng xèo gọi cá ngọc xương, cuốn cải bẹ xanh, cá kho tộ, tôm càng kho tàu và các món ăn thuần túy gia đình Việt Nam, nhiều món ăn đặc biệt khác, có bia và wine. Đến với nhà Ngọc Sương, quý vị sẽ nhớ đến khung cảnh ấm cúng, tiếp đãi ân cần, thức ăn tươi ngon, giá cả nhẹ nhàng. Nhà hàng có hai khu vực riêng biệt cho đám cưới, sinh nhật và họp bạn, có menu đặc biệt dành cho tiệc. Điện thoại 714-531-1428. Hãy đảm bảo rằng con trông thật tuyệt vời và đừng đến tay không. Mang lại sự tự tin bất biến, xe Tundra 2022 Toyota đi khắp nẻo gần xa. Jimmy, cảm ơn quý vị vẫn giữ bằng ảnh của đài truyền hình SBTN trong vòng bán kết cuộc thi Nail Queen 2022. Và chúng tôi cũng xin mở một dấu ngoặc là quý vị, trước khi mà cái phần quảng cáo vừa rồi thì có thí sinh Sophia, cô gửi đến quý vị một tiết mục, một bài hát. Thì bài hát này của cô cũng như là phần trình diễn văn nghệ của một số thí sinh trong ngày hôm nay, đó là phần góp vui văn nghệ mà thôi, không có tính điểm và cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến kết quả của những thí sinh đó cũng như là những thí sinh còn lại. Cho nên chúng tôi cũng muốn cho quý vị được rõ. Và một lần nữa xin nhắc quý vị là chúng ta có ban giám khảo bầu chọn, nhưng chúng ta cũng có một giải gọi là khán thính giả bình chọn. Quý vị nhớ text vào số phone là 714-489-1061. 714-489-1061 để bầu chọn thí sinh nào mà quý vị yêu thương nhất, mà quý vị cảm thấy đẹp nhất. Và để liên tục chương trình, chúng tôi xin mời quý vị cùng hướng về màn ảnh để chúng ta theo dõi những cô thí sinh tiếp theo. Đó là cô Yến Hồ, Tiffany C, Vũ Hạnh, Mỹ Thương. Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.
em tên là Yến Hồ. Em sinh ra ở Việt Nam và ở thành phố Bến Tre. Thì lúc thời gian em nhỏ đi học á, thì cũng có theo ngành nail và ngành tóc cho gia đình. Và rồi thời gian đi sang Mỹ, em cũng có theo về ngành nail của mình. Yến có năng khiếu về nấu ăn và pha chế thức uống cho những cái bữa tiệc sinh nhật, những bữa tiệc cho những cái có những cái show nữa. Không những về chăm sóc da cho mình, về sức khỏe, về sắc đẹp hay về ngành nail, luôn thích những khách hàng có nhiều móng đẹp, màu sắc này nọ lắm. Thì ngoài cái đó thì chăm sóc bên ngoài, nhưng mà mình phải chăm sóc về thức uống. Thì ngoài cái sắc đẹp thì thức uống á, nó cũng góp phần rất là quan trọng. Tại vì nhiều thức uống về trái cây dinh dưỡng fresh thì nó làm cho da của mình, sức khỏe của mình, thì nó góp phần cho làn da nhiều hơn. Thì lúc đó Yến có theo về cái ngành ẩm thực nấu ăn, thì tại vì Yến cũng có về cái năng khiếu về cái đó và nghiên cứu về thức uống luôn. Thì lúc đó nghiên cứu xong rồi tự làm cho mình uống những thức uống cocktail mà không có rượu, rồi những cocktail có rượu. Em thích đi chùa lúc thời gian trước, mấy năm trước, tại vì em có làm quán của em á, thì em có nấu chay cho chùa. Thì giống như là thường chủ nhật á, thì em nấu mấy món chay như bánh canh chay hay là mì xào chay để cho mấy sư thầy sư cô dùng á. Dạ, em có ăn chay. Em theo heo đạo từ lúc em nhỏ ở Việt Nam, và cũng lúc đi trở lại Việt Nam cũng đi từ thiện để giúp những người già. Dạ. Em tên là Tiffany Sai. Em thì sinh ra trong một gia đình có ba nàng công chúa, thì em là người thứ hai. Thì em là sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, và em cũng may mắn là em được học và làm những gì em thích. Rồi cho đến khi năm em qua Mỹ thì năm em 27 tuổi, và em đã làm nail, và cho đến hiện tại bây giờ thì em đã mở tiệm và tự làm chủ bản thân mình. Em thì em làm nail và em cũng biết nấu ăn. Rồi em thì thích gọn gàng sạch sẽ, và em cũng thích làm một cái công việc gì đó là em phải làm cho xong, cho hoàn chỉnh. Và cũng biết hát này kia, nhưng mà cũng chưa biết. Điều trước tiên thì em cảm ơn ba mẹ đã sinh ra em để em có ngày hôm nay. Và em cũng điều trước tiên và quan trọng nhất thì em sẽ đi làm từ thiện và giúp đỡ những người nghèo. Rồi em sẽ làm đẹp cho những người phụ nữ để họ tự tin hơn, trong câu nói là không có người phụ nữ xấu, chỉ có những người không biết làm đẹp. Ngày nay á, thì người phụ nữ phải biết, nếu mà người nào mà biết chăm sóc bàn tay của mình á, thì là cái người phụ nữ đó là biết lo hết mọi chuyện. Nà, cho nên á, em là phải giống như là mang đến vẻ đẹp cho người. Thì anh, cái chị em nào mà tới làm em thì em sẽ làm cho họ đẹp, để khi mà họ mà có cầm cái gì đi nữa, từ cái phone hay cái ly gì, thì mọi người sẽ chú tâm vô cái bàn tay của họ, chứ không phải là chú tâm về, tại nghề của em là nghề nail, cho nên em phải em muốn phụ nữ phải đẹp. Tôi tên là Vũ Hạnh Mỹ Thương. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố Đà Lạt. Nơi đây được mệnh danh là một thành phố hoa, vì có rất là nhiều loài hoa và màu sắc, khí hậu ôn hòa, cảnh vật hữu tình.
Bởi vậy, người dân nơi đây cũng rất là hiền hòa và dễ thương. Hiện nay tôi đang sống ở thành phố Westminster, tiểu bang California. Tôi chọn nơi này để sinh sống bởi vì khí hậu và người dân cũng rất giống với những người dân mà quê hương tôi đã sống. Hiện tại tôi làm nghề nail, chăm sóc những bộ móng tay cho khách hàng, và tôi rất là đam mê và hạnh phúc khi được thấy sự hạnh phúc của những khách hàng của tôi khi có những bộ móng đẹp. Sở thích của tôi là được đi du lịch và khám phá những miền đất mới. Tôi ấn tượng nhất là Hoa hậu Hernan Hine. Cô ấy đã đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2017. Cô ấy không những có vẻ đẹp rất là đẹp, mà cô ấy còn có một cái tấm lòng lương thiện, gần gũi và thân thiện. Và đó cũng là tấm gương mà tôi muốn được học hỏi. Nếu như tôi giành được danh hiệu cao quý nhất trong cuộc thi này, tôi sẽ hoàn thiện bản thân mình hơn nữa, dùng sự tự tin, sức ảnh hưởng của mình để truyền đạt cảm hứng tới mọi người, nhất là những người phụ nữ trong lĩnh vực làm đẹp mà tôi đang theo đuổi. Quý vị vừa theo dõi một số những hình ảnh của các cô thí sinh Hoa hậu ngày hôm nay. Nhắc đến những hình ảnh này thì Jimmy ấn tượng nhất tới một cô, đó là cô số 8. Cô nói là cô biết nấu đồ ăn chay, mà nãy giờ chưa ăn gì, hơi đói bụng. Vì vậy chúng ta thấy là bên cạnh đẹp mà các cô còn có nhiều tài năng, như một cô thì biết nấu đồ chay, còn một cô sau đây cũng là một cô thí sinh, sẽ gửi đến quý vị một ca khúc, đó là bài Khi ta xa rời nhau của nhạc sĩ Trúc Hồ. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón thí sinh Ngô Thúy Hằng. Lời nói đầu tiên cho phép Ngô Thúy Hằng xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả ban giám khảo cũng như quý vị đang xem trực tiếp cũng như ngồi trước màn hình nhỏ. Lời chào trân trọng nhất. Và đến với cuộc thi thì biết Thúy Hằng có đam mê ca hát, nên anh Trúc Hồ cũng như ban tổ chức đã sắp xếp cho em có một tiết mục góp vui trong buổi trưa ngày hôm nay. Em rất cảm ơn điều đó. Và để tri ân, em đã chọn ra sáng tác của chú Trúc Hồ để gửi đến quý vị. Xin mời quý vị cùng thương và ủng hộ cho em số 5 nha. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thật lòng yêu em, nhưng em vẫn không đành lòng quên anh. Như cơn mưa cuộc đời rồi sẽ qua, xin thật lòng dù chỉ một lần thôi. Mùa thu đến cho cuộc tình phôi pha, lòng thêm nhớ cho dù tim cố quên. Câu yêu thương lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng, yêu vội vàng nên ta sớm mất nhau. Về quá khứ để có
đến cho cuộc tình phôi pha, lòng thêm nhớ cho dù tim cố quên. Câu yêu thương, lời hẹn thề giờ trôi theo lá vàng. Yêu vội vàng nên ta sớm mất nhau. Người tình ơi, khi ta xa rời nhau, lòng quặn đau con tim này nát. Dạ, xin cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị rất là nhiều ạ. Dạ, bài này em tập trong vòng một tuần, cho nên là có gì sai sót xin quý vị bỏ qua cho em nha. Em cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Chương trình được bảo trợ bởi D&D Gel, A World of Blooming Color. Nails of America and Milanum Nail Spa, a luxurious nail salon. Makeup Fukuden, đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty, phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thì quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa. Thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri, cái số phone là 1-800-535-5419.
Trường thẩm mỹ Advanced Beauty College với hai địa điểm Garden Grove và Laguna Hills tại California đã thành lập được trên 35 năm. Trường có khóa học tóc, nail, facial, hớt tóc nam và đào tạo giáo viên. Trường có chương trình trợ cấp chính phủ nếu học viên hội đủ điều kiện, ngay cả khi không có bằng trung học. Quý vị có thể học online đến 50% tổng số giờ. Trường có đội ngũ giáo viên tận tâm, kinh nghiệm, giảng dạy hết mình. Mọi chi tiết xin liên hệ số 714-530-2131. Corolla Cross lần đầu tiên ra mắt Toyota đi khắp nẻo gần xa. Bạn cố ăn uống sao cho điều hành, nhưng miếng thịt bò nóng mềm này đâu cần để ý đâu. Đây là món Quarter Pounder with Cheese Deluxe. Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN trong phần bán kết cuộc thi Nail Queen 2022. Quý vị vừa theo dõi một số những cơ sở thương mại, nhưng mà một cơ sở mà chúng tôi ấn tượng nhất đó là McDonald's, bởi vì đang rất đói bụng. Kính thưa quý vị, để liên tục chương trình thì chúng tôi ngày hôm nay cảm thấy rất là vui vì được gặp gỡ nhiều thí sinh ở nhiều nơi. Bên cạnh đó, những thí sinh này mặc nhiều những chiếc áo dài rất là đẹp. Và một người mà chúng tôi không thể nào mà không nhắc đến, đó là một đóa hoa đẹp đứng cạnh Jimmy, đó là Thùy Dương trong tà áo dài. Quay vòng đi. Và bật mí cho quý vị, cô này cũng từng là hoa hậu áo dài Việt Nam Úc Châu năm 2000. Một thời gian rất là lâu rồi thưa quý vị. Lúc đó Jimmy 5 tuổi. Lúc đó thì Dương 18 tuổi, nhưng mà bây giờ hồi đó là quá khứ, bây giờ là lên chức là má hậu. Nhưng mà thưa quý vị, là phải nói là trong tất cả những cái trang phục đó thì đối với Thùy Dương là một người phụ nữ Việt Nam thì phải nói là không có một cái trang phục nào nó tạo lên cái sự tự tin nhiều hơn bằng cái chiếc áo dài của Việt Nam của chúng ta, phải không quý vị? Yes. Vâng, để tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì lúc nãy đó Jimmy có chia sẻ với mọi người là trong quá khứ anh từng làm ngành nail. Thì Thùy Dương xin hỏi là năm sau đó mà mình có Nail Queen 2023 đó thì Jimmy có tính dự đi thi không ạ? Nail King thì thi được, cái Nail Queen này ai chấm. Nhưng mà Thùy Dương hỏi thì cũng trả lời, thì cũng muốn thi để có giải, nhưng mà sợ thôi. Tại sao sợ? Sợ rớt. Sợ rớt. Đùa một chút, nhưng mà thực sự trong tất cả những cuộc thi về nhan sắc, về sắc đẹp thì có một cái phần thi, đó là phần thi độ tắm ha. Hoa hậu là dành cho phái nữ, còn nam giới là nam vương. Chỉ sợ rớt ngay cái phần mà thi độ tắm thôi. Mở hơi nhiều. Vâng, và thưa quý vị, là một trong những người nghệ sĩ kế tiếp đó, Thùy Dương tin chắc rằng là anh này mà thi hoa hậu với cái vóc dáng của anh ấy thì chắc chắn nam là vương, sẽ được nam vương. Là nam vương được thắng, và nhất là trong cái bộ bikini. Vâng, ngày hôm nay một lần nữa Thùy Dương được hân hạnh giới thiệu một tiếng hát mà Thùy Dương đã được quen gần như là 15 năm vừa qua, được giới thiệu anh trên sân khấu và rất là cảm thấy hạnh phúc là được tiếp tục làm việc với người nam ca sĩ này với một giọng hát thật là ấm cúng trong nhạc phẩm Đoạn Khúc Cuối Cho Em của Hoàng Trọng Thụy. Xin quý vị chào đón tiếng hát của nam ca sĩ Mai Thanh Sơn. Trên con đường một mình anh về nơi chốn tha hương, cơn đau xa người còn thắm môi hôn nhớ về ai. Phút chia tay em nói lời tiễn đưa, mắt anh buồn nhìn em thôi đã mơ
đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi, vui thân giá rời hình bóng em theo chân gối này, thoáng hương xưa thôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng, dấu chân em rời căn gác buồn tình. Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên mùi son cũ, dấu vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tàn phai hình bóng tôi còn ai. Bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tàn phai hình bóng tôi còn ai. Đêm hôm nào mùa trăng thu chờ em đến bên tôi, vui thân giã rời hình bóng em theo chân gối này, thoáng hương xưa tôi cũng đành nói cho nhau lời cuối cùng, dấu chân em rời căn gác buồn. Và ngày em đi, anh đưa môi tìm lên môi son cũ, dấu vết ái ân tan theo như lời nói khi lìa nhau. Bàn tay như cố kéo những ước mơ đã mãi xa rồi, nhìn tháng năm tan phai hình bóng. Chương trình được bảo trợ bởi Nails of America and Milanum Nail Spa, a luxurious nail salon. D&D Gel, a world of blooming color.
Advanced Beauty College. Inspire, educate, give back. Luraco với ghế massage sản xuất tại Hoa Kỳ và những sản phẩm tuyệt hảo cho ngành nail. Yohon Megabu Fukuden, đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty, phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thì quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa. Thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri, cái số phone là 1-800-535-5419. Mọi kiểu dáng mang những ý nghĩa ẩn sâu trong nó, đặc biệt trong tình yêu. Khi người con trai tặng cho người con gái mình yêu thương, thì nó có nghĩa cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. Hãy cùng với Kiều Hạnh Jewelry ghi lại những khoảnh khắc tình yêu vĩnh cửu của hai bạn. DT Collagen là nhãn hiệu dược mỹ phẩm trị mụn hiệu quả với acne gel, kem chống nắng và sữa rửa mặt tẩy tế bào chết. Hiện có giá ưu đãi cho DT Acne Kit 3-in-1. DT Collagen còn nổi tiếng với các sản phẩm chống lão hóa, hồi phục tuổi xuân với kem dưỡng da ban đêm, kem giảm thâm vùng mắt, kem dưỡng sáng da trị nám và kem trị khô da. Ưu đãi đặc biệt giảm 20% khi áp mã nail 20, tặng ngay một sữa rửa mặt trị giá 30 đô khi mua trên 100 đô và miễn phí shipping. Những ngay ưu đãi hấp dẫn tại trang web dtcollagen.com ngay hôm nay. Mi, Jimmy và Thùy Dương cảm ơn quý vị vẫn giữ màn ảnh của đài truyền hình SBTN. Chúng ta đang xem chương trình Thu Live trên đài SBTN và trên hệ thống SBTN Go, chương trình thi bán kết Nail Queen 2022. Vâng, và thưa quý vị, là để tiếp tục chương trình thì chúng ta có một phần trình diễn và một phần kế tiếp của cuộc thi rất là quan trọng. Trong một nhạc phẩm cùng với sự hiện diện của một người nam ca sĩ, nhạc phẩm này được tựa đề mà Thùy Dương thấy rất là lạ, nhưng mà đây viết đây là nhạc phẩm Vì Nàng Đẹp Như Một Bông Hồng. Khoan, đó. Không có cái bài nào mà cái tên nó dài sọc như bài này. Đó là cái câu đầu trong bài Em Đẹp Như Mơ. Em Đẹp Như Mơ. Vâng, và thưa quý vị, là trong nhạc phẩm Em Đẹp Như Mơ thì quý vị sẽ thấy hiện diện trên sân khấu các thí sinh trong cuộc thi bán kết ngày hôm nay trong bộ áo truyền thống. Vâng, và nhạc phẩm Em Đẹp Như Mơ, nhạc ngoại quốc, lời Việt của Vũ Xuân Hùng sẽ được gửi đến quý vị qua phần trình bày của nam ca sĩ Sĩ Đan. Và mời quý vị cùng nghe tiếng hát của anh Sĩ Đan và cùng ngắm nhìn chính người đẹp trong phần thi áo truyền thống. Kính thưa quý vị, đây nhạc phẩm Em Đẹp Như Mơ. Vì nàng đẹp như một bông hồng nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên, nên theo cơn gió bay qua đây.
như dung nhan vừa tươi mướt. Em vui như giáng xuân nồng ấm, tôi nghe cơn gió du hời. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie. Trời lạnh lạnh khi mùa thu về, tôi nghe tôi khóc trong lòng. Hôm nay đây mùa thu mới xa, ôi sao xa quá xuân xưa. Trong công viên lá thôi đông đưa, tôi nghe em cười trong nắng. Giang tay cho gió rung tà áo, trong hơi sương em sẽ tan nhòa. Elle était si jolie que je n'osais l'aimer. Elle était si jolie, je ne peux. Jolie, je n'oublierai jamais. Và một lần nữa xin mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón tất cả những cô thí sinh hoa hậu trong ngày hôm nay. Và thưa quý vị, là một lần nữa xin quý vị hãy chào đón tất cả các thí sinh trong chương trình ngày hôm nay. Hình như là bài hát này hơi ngắn phải không anh Dan? Is that right? Yes. Nghĩa là đó chúng ta, anh Dan à, anh hát thêm tẹo nữa tại hai cô thí sinh chưa được đi á. Yeah. Yeah. What do you think, guys? Is that okay? Yes. Yeah. Bây giờ hát không có nhạc cũng được. What do you think? Làm khó nha. Okay. Elle était si jolie. Thí sinh mang số 9. Que je nous ai aimé. Elle était si jolie. Je ne peux l'oublier. Elle était trop jolie. Quand le vent l'emmenait, elle fuya ravie. Et le vent me disait, vì nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên. Cho một tràng pháo tay thật lớn cho các thí sinh áo dài. Và thưa quý vị, sĩ Dan, you nailed it. Thank you. Thường thường quý vị thấy sĩ Dan hay hát những nhạc phẩm new wave trẻ trẻ, trông anh quậy, nhưng mà ngày hôm nay you look very polished you. In your tux. Xin quý vị cho sĩ Dan một tràng pháo tay thật lớn. Và tất cả các thí sinh của chúng ta trong chương trình bán kết ngày hôm nay, một lần nữa trong chiếc áo truyền thống, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho tất cả thí sinh của chúng ta. Và mời các cô thí sinh trở vào bên trong để sửa soạn cho phần thi kế tiếp. Quý vị thấy là anh đang hát là vì nàng đẹp như một bông hồng, nhưng mà thấy là cụ thể là chính bông hồng
với cô Thủy Dương là 10. Vâng, thưa quý vị là để tiếp tục chương trình kế tiếp thì chúng ta có một cuộc thi rất là đặc biệt. Tuy nhiên là trước khi mà đi vào cái cuộc thi này thì xin quý vị cho Thủy Dương chia sẻ một vài chi tiết bằng tiếng Anh, nhất là đối với quý khán giả đang theo dõi chương trình mà không hiểu tiếng Việt của chúng ta. You know, we talked a lot about the Vietnamese contribution, the overseas Vietnamese community's contribution to the NEL community. Like we shared, over 374,000 people who hold NEL licenses belong to the Vietnamese people. And we have talked about the sacrifice of the NEL technician and the community. We do really need to share with you the history of how it all started. Vietnamese people came to America in 1975. And actually in 1975, actress T.B. Hedren, so she is the mother of Melanie Griffith, grandmother of Dakota Johnson. And she was doing humanitarian work, and she was running a program for 20 Vietnamese refugee women to resettle them in the U.S. They admired her nails, they took care, and the care that she took with them. So she had this idea to get her personal manicurist, whose name is Dusty Coots, to come to the refugee camp in Northern California to teach these 20 women how to do nails. And that was the beginning of our journey, the Vietnamese people, our journey in America. And now we come to dominate this community and this industry. And it's something that we are very, very proud of. Cô Thủy Dương vừa chia sẻ với tất cả quý vị về bà tài tử T.B. Hedren với một số những cái hình ảnh tài liệu đang chạy phía sau. Thì nhắc đến cô tài tử T.B. Hedren thì đó là một ân nhân lớn. Ân nhân lớn không chỉ với cộng đồng người Việt tị nạn của chúng ta mà còn đối với cộng đồng NEOS Việt Nam của chúng ta. Nói về NEOS trước nhé, là ngay từ năm 75 thì như cô Thủy Dương có nói là 20 người phụ nữ đầu tiên người Việt Nam ở trong trại tị nạn được bà T.B. Hedren và nữ tài tử Kiều Trinh đã coi như là cho học cái lớp học NEL đầu tiên. Và từ 20 người phụ nữ Việt Nam đó, chúng ta thấy ngày nay cộng đồng NEL Việt Nam đã chiếm 50% trong tổng số của toàn Hoa Kỳ. Và quý vị cũng biết, từ năm 75 thì đời sống tị nạn của chúng ta rất là nhiều khó khăn. Thì với cái công việc NEL, thứ nhất là dễ kiếm tiền, và cái thứ hai là cần cái sự tỉ mỉ và cần cù và chịu đựng. Thì những cái đức tính đó, người phụ nữ Việt Nam của chúng ta có đủ. Người phụ nữ Việt Nam của chúng ta rất là khéo tay, rất là cần cù và chịu đựng, chắc chiêu từng đồng để nuôi gia đình, nuôi chồng, nuôi con. Rất nhiều những bác sĩ, kỹ sư, y tá ngày hôm nay đều là con của những gia đình neo. Và cũng là vì cái đồng tiền của những cái sự hy sinh của những người làm trong ngành nail mà ngày hôm nay chúng ta có một cộng đồng thật là mạnh. Dạ vâng. Chúng tôi rất là xúc động khi phải nhắc về cái dòng lịch sử này, bởi vì cá nhân gia đình của Jimmy cũng là một trong những gia đình tị nạn, và gia đình, ông bà và cũng như các cô, các chú cũng làm trong ngành nail. Và cái bước khởi đầu qua đây cũng làm nail bởi vì công việc rất là lương thiện và tỉ mỉ, và nuôi sống được bản thân mình ngay từ những buổi đầu. Cho nên ngày hôm nay khi mà chúng ta tổ chức một cuộc thi Hoa hậu dành cho chị em phụ nữ trong ngành nails, thì chúng ta không quên gửi một lời cảm tạ đến bà tài tử T.B. Hedren. Vâng. Yes. Và thưa quý vị là ngày hôm nay chương trình Nail Queen 2022 đó, chúng ta chấm vì vẻ đẹp của các thí sinh, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta còn chấm vì tài năng của các cô. Thủy Dương xin Jimmy có thể là giải thích phần thi kế tiếp của chúng ta ngày hôm nay. Dạ vâng, phần thi kế tiếp, đương nhiên cuộc thi Hoa hậu mà về nail thì phải có một cái phần thi tài năng cái bộ môn nail. Thì chúng tôi có nhà bảo trợ, đó là Sen Wave, có đưa ra một cái đề thi, đó là các cô design trên một cái móng logo của công ty Sen Wave. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị cùng theo dõi một số những hình ảnh tài liệu về cái phần thi tài năng này. Thank you.
Vâng, như quý vị là chúng tôi đã chia sẻ là bên cạnh cuộc thi Hoa hậu, bên cạnh vẻ đẹp thì chúng ta còn thi tài năng. Và video clip vừa rồi là quý vị đã chứng kiến được tài năng của các thí sinh của chúng ta trong vòng bán kết ngày hôm nay. Dạ vâng, cái đề thi thì Jimmy thấy nó hơi khó đó Thủy Dương. Tại vì ngày xưa Jimmy cũng làm nail rồi, Jimmy cũng biết vẽ con bướm thôi nó đã khó rồi. Nhà vẽ tới con chim là nó khó hơn nhiều lắm mà trên một cái móng. Thì vâng, thấy vậy không? Thì đó, lúc nãy là quý vị đã thấy là cái cuộc thi của Sunwave là vẽ cái logo của Sunwave, nghĩa là các cô đã vẽ các con chim rất là đẹp. Chim cánh cụt. Dạ chim cánh cụt, that's right. Đó là logo của Sunwave. Kính thưa quý vị, cũng một cái giải tài năng kế tiếp của một nhà bảo trợ, đó là của công ty D&D Gel. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một số những cái hình ảnh các cô cũng sẽ tự design. Và để công bình cho cái giải này thì khi mà các cô design trên cái móng vẽ xong thì chúng tôi chỉ đánh cái số thôi và không cho bên công ty biết cái móng đó là của ai để họ công bình mà chấm. Đặc biệt là Thùy Dương nhớ là khi mà ngồi trong cái cuộc họp thì cái cuộc thi này là do giám đốc anh Lộc Dương là người mà đã có cái ý kiến là có cái cuộc thi freestyle, nghĩa là chúng ta không cần phải vẽ chim mà vẽ cái gì cũng được. Thì đây là cái phần freestyle contest của các thí sinh của chúng ta ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi một số những hình ảnh sau đây. Thank you.
Chương trình được bảo trợ bởi Nails of America and Melanum Nail Spa, a luxurious nail salon. D&D Gel, a world of blooming color. Gyuhan Diamond Center, GIA certified. Makeup Fukuden, đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty, phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thưa quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa. Thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri. Cái số phone là 1-800-535-5419. Nhà hàng Ngọc Sương ngay khu phố Little Sài Gòn, chuyên về cá nướng da giòn, ốc và các loại lẩu. Thêm món miếng xèo, gọi cá Ngọc Sương, cuốn cải bẹ xanh, cá kho tộ, tôm càng kho tàu và các món ăn thuần túy gia đình Việt Nam. Nhiều món ăn đặc biệt khác, có bia và wine. Đến với nhà Ngọc Sương, quý vị sẽ nhớ đến khung cảnh ấm cúng, tiếp đãi ân cần, thức ăn tươi ngon, giá cả nhẹ nhàng. Nhà hàng có hai khu vực riêng biệt cho đám cưới, sinh nhật và họp bạn, có menu đặc biệt dành cho tiệc. Điện thoại 714-531-1428. Corolla Cross lần đầu tiên ra mắt Toyota, đi khắp nẻo gần xa. Cảm ơn quý vị vẫn giữ bằng ảnh của đài truyền hình SBTN. Quý vị đang theo dõi chương trình trực tiếp thâu hình vòng bán kết của Nail Queen 2022. Và chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa, quý vị ở nhà có thể bầu chọn cho thí sinh mà quý vị cảm thấy yêu thích nhất. Đó là số phone 714-489-1061, 714-489-1061. Quý vị nhớ là text vào cái số phone này nha, đừng có gọi. Và một lần nữa chúng tôi cũng thấy nãy giờ ban giám khảo làm việc cũng rất là cực lực để chọn ra không biết ai vào ngày mai sẽ vào vòng chung kết. Và chúng tôi cũng muốn mở một cái dấu ngoặc là về thang điểm chấm điểm đó, thì ban giám khảo chỉ có thang điểm từ 7 cho tới 10 mà thôi. Chúng tôi không có lấy từ 1 tới 10, tại lỡ mà ai cô nào mà đang thành công quá mà bị đánh số 1 là chết cô đó. Cho nên chúng tôi chỉ lấy từ 7 cho tới 10. Vì vậy mà quý vị phải đón theo dõi tới ngày mai để chúng ta xem cô nào sẽ may mắn vào vòng chung kết. Và đặc biệt hơn nữa là thưa quý vị, lúc nãy chúng ta thấy cái vòng thi của Sendwave cũng như là D&D trong vòng thi Professional Talent, thì các cô không những là đẹp duyên dáng trên sân khấu mà bên cạnh đó họ rất là tài giỏi.
Nhưng mà Từ Dương khi mà xem cái video đó thì phải nói là cái này là real talk nha, nghĩa là nói thiệt nha. Mấy cái hình vẽ đó nó rất là đẹp, nhưng mà nếu mà có những cái hình vẽ đó ở trên móng tay của mình đó mà cần phải là nào là cơm nước rửa chén là rất là phiền đó thưa quý vị. Thì đeo bao tay thôi. Yes. Không, đeo bao tay là hết. Vâng, và để tiếp tục chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì phần thi kế tiếp của chương trình đó là phần thi áo dạ hội. Xin quý vị một lần nữa chào đón 9 thí sinh trong vòng bán kết của chúng ta ngày hôm nay. Shine so bright. I've never seen so many men ask you if you wanted to dance, looking for a little romance, give out half a chance. Now I have never seen that dress you're wearing, all the highlights in your hair. Một lần nữa, chính cô thí sinh trong vòng bán kết của chúng ta ngày hôm nay
Cái màn này tôi kêu Thùy Dương để ở dưới đi cho Jimmy lên đây một mình để chào với quý vị. Và xin mời các cô cùng vào bên trong để chúng ta sửa soạn cho phần thi kế tiếp. Và kính thưa quý vị, để liên tục chương trình thì quý vị cũng biết là chương trình ngày hôm nay được trực tiếp truyền hình trên đài SBTN và SBTN Go. Và quý vị ở nhà nhớ bầu chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích. Và để liên tục chương trình thì chúng tôi muốn gửi đến quý vị những cái vui buồn trong nghề nail và cũng như là những cuộc thi hoa hậu. Hôm nay rất là hân hạnh có một vị khách mời đặc biệt, anh sẽ lên độc tấu cho quý vị. Đó là nghệ sĩ Hùng Lê Hùng. Mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón vị khách mời đặc biệt sẽ cùng gặp gỡ chúng ta ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh chị mình rất là nhiều. Và Hùng Lê Hùng xin kính chào quý vị. Hôm nay quý vị vui không quý vị? Trời, phải công nhận là Hùng Lê Hùng rất là may mắn được ban tổ chức cho một cái dịp may lên đây để mà có thể nói chuyện với lại quý vị trong lúc mà ban giám khảo đang chấm thi. Và xin và cảm ơn ban tổ chức. Và đồng thời thì Hùng thấy là tới đây đó, Hùng rất là bỡ ngỡ là bởi vì thấy ai cũng đẹp hết. Mà đã gì cái chương trình rất là chỉnh chu luôn. Cái tự nhiên em nổi lòng tham. Tánh em rất là lạ. Làm như cái nghề nail nó ăn ở trong máu em hay gì á. Tại vì em vô đây, em nói cho chắc vô đây để tìm thợ nè. Là bởi vì ông hiểu lý do tại sao mà bây giờ người Việt Nam của mình mở tiệm rất là nhiều mà thợ thì lúc nào cũng thiếu. Em nghe đồn á, thợ nail bây giờ thích làm việc kiều. Hơn một nửa thợ nail của chúng ta là đang ở Sài Gòn á. Cà phê, cà pháo không à, phải không chị? Tiệm chị cũng đang thiếu thợ vào. Chúc em chia. Mà để em thấy đó quý vị, trời em tới đây tự nhiên cái làm như người em thông minh, người em khôn lắm quý vị. Nhìn nhan sắc em vậy thôi chứ em khôn lắm á nghe. Em vô đây là tự nhiên em có suy nghĩ đầu tư liền đó. Em định mở cái tiệm nail. Mà em thấy nếu mà mở tiệm nail bình thường đó, mình nghĩ mình không có ăn đâu. Mình nên bắt chước như là Milano, như là của anh Thái á. Mở nó phải bự, mở phải trăm thợ, phải không anh Thái? Rồi sau đó phải lấy hiệu điền đi vô. Tôi nói trời, ông biết ông Lộc, ông tìm màu ý tưởng đâu ra mà ông làm được cả ngàn màu. Tiệm nail nào mà không xài D&D không thể nào gọi là tiệm nail Việt Nam được. Mà thợ nail nào không biết sơn màu của D&D cũng không phải là thợ nail luôn đó quý vị. Phải không quý vị? Em thấy D&D là chỉ cần mở một cái tiệm có một cái like của D&D thôi là tự nhiên là khách nó nườm nượp liền. Cái em vô đây, cái em người đầu tiên em gặp anh thấy anh Trúc Hồ. Tôi nói trời, anh Trúc Hồ ảnh tài năng, ảnh giỏi dễ sợ luôn á. Ảnh mà làm manager tiệm nail mình là ngon luôn đó quý vị. Trời ảnh có tài. À, em thấy ảnh thích nhất là làm như cái nhan sắc của ảnh có chút xíu như là nghiêm nghị đó. Mà cái tiếng nail của mình gọi là hắc ám đó quý vị. Tôi nói trời ơi, mấy anh cha hắc ám mà vô tiệm nail là thọ sợ liền đó. Trời ơi, ra làm không? Không có nghỉ ngơi hay chơi Facebook, ra làm liền tại chỗ. Trời, nhan sắc đó làm nghĩ là hốt bạc đó. Cái tự nhiên cái em thấy tiệm của em cũng đang thiếu giống như là người tiếp tân. Cái em nhìn ông Nguyên Khang, cái em kết. hồi nãy thấy mà chính mà bông hậu của mình đi ra mặc áo dạ hội đó quý vị. Tao nói hả, cái áo dạ hội đó đẹp, nó cũng phải nhờ cái thân thể của người mặc đó quý vị. Em ngồi ở dưới mà em thấy trời ơi, cái eo nào nó lòi ra cái eo nấy. Mà anh Nguyên Khang á, ảnh rất là tài để mà làm ban giám khảo. Cặp mắt của ảnh trậu tinh, ảnh dòm là tao nói hả, nó kỹ kinh khủng luôn. Cái dòng nào nó ra cái dòng đấy. Nếu bỏ anh Nguyên Khang mà đi vô trong cái tiệm đeo của mình làm tiếp tân là bá cháy bà chét luôn đó quý vị. Khách vừa vô là biết rồi, nhỏ làm tay nè, hay là nhỏ này làm chân nè. Mà em thấy nha, cái mồi mà khi mà đứng quầy tiếp tân không phải ai làm cũng được đâu. Thí dụ như khách mà vừa vô đó, mình phải biết dụ, phải không anh chị? Mình phải biết dụ, mình phải thêm tiền. Anh Nguyên Khang mà vừa vô, mà khách mà vừa vô á, you want your nail hả? How about get your pedicure done too? You want everything I do for you. Whatever you want I will do for you. Nhìn cái nhan sắc của ảnh, cái mắt của ảnh thôi là biết là tỷ mình sốt bạc đó quý vị. Bởi tiếp tân là tự nhiên em thấy anh Nguyên Khang cái em kết liền à. Mà em nói thật á, phản quý vị. Rồi anh Nguyên Khang bữa nào mà tiệm đeo nào mà ế ế là chắc là người ta sẽ mời anh không làm giám khảo nữa mà tới chỉ có làm tiếp tân thôi nhá. Em thấy cái chiêu đó được đó anh. Em kết anh lắm luôn đó. Làm như con người ta đó, nó có cái thần thái, mỗi người thần thái nó khác nhau. Cái nhan sắc của anh Nguyên Khang thì em không dám bàn cãi. Mà làm như con mắt của ảnh nó có một cái gì mà gian gian díu díu mập mờ đó quý vị.
Mà tôi nói cái dòng mà gian viên díu giới mập mờ là nó đẻ ra tiền. Tại vì thợ neo mà làm việc với những người điều hành mà có cái máu vàng vàng díu díu nó cũng lợi lắm. Cứ miễn là bữa nào xui xui mà cái vô vàng vàng díu díu là tự nhiên khách nó gòn à. Full set là tự nhiên nó vô liền à. Bữa nào mà khách mà cà chớn là cứ đưa cho anh Nguyên Khang là tự nhiên anh giải quyết được vấn đề hết. Phải không quý vị? Mà em thấy như dụ như là chị Diệu Quyên nè. Em thích chị lắm luôn á chị. Tại cái chị nhẹ nhàng á. Cái kiểu chị là thuộc về nhóm mà thợ như là thợ điệu điệu á quý vị. Cứ lo ngồi điệu điệu rồi bao nhiêu khách ta lụa hết trơn. Rồi tự nhiên cái ngày nào cũng giống như là làm manicure hoặc là làm mấy cái loại ít tiền là rơi vào tay của chị Diệu Quyên. Trong tiệm nail mình cũng phải cần có nhiều thợ như chị để cho nó không có lộn xộn. Chứ nếu mà thợ nail nào mà cũng giống như là chị Giáng Ngọc là chắc chết à. Em thưởng thức chị rất là nhiều. Là bởi vì thí dụ như những lúc mà khách đông đó chị, là phải nên có những thợ như Giáng Ngọc tẩy đua. Tôi nói nhìn cái mặt của bà là tôi biết là thợ đua. Đi cũng lẹ mà đứng cũng lẹ, thao tác cũng rất là lẹ. Chị Giáng Ngọc mà vào tiệm nail của em tặng chị 3 bàn. Chị ngồi chị vũa 3 con khách một lượt. Bột nhúng mà của Điền đi ra đó chị. Chị đừng có nhúng chi ngón nó buồn. Chị chọt 5 ngón vô một hũ cho em. 2 phút là chị ra con khách, 2 phút là chị ra con khách. Thợ như vậy tôi hỏi anh Thái, thích không anh Thái? Quá tuyệt vời đúng không anh? Trời em nói hả, em vô đây tự nhiên cái tư tưởng mà tự nhiên cái báo làm ăn em nó đổi lên liền anh. Em khoái dễ sợ luôn, cái chương trình em rất là thích luôn đó quý vị. Mà khi mà nhắc tới hoa hậu mình làm đeo, trời ơi. Từ đây, tưởng tượng hoa hậu mà đeo cái Vương Niện vô vậy nè. Mà hồi nãy em thấy mấy cô chưa có trúng giải là đi đứng là tập vợt ở trong sân khấu trước rồi. Cứ đi như vậy nè. Đi cò bồi đó quý vị. Trời ơi neo, mày muốn full set không? Cứ lắc như vậy thôi. Thử nghĩ hoa hậu mà đứng trong tiệm neo mình cứ chỉ cần không nói. Nói để Nguyên Khang nói. Cứ giơ tay kiểu như vậy nè quý vị. Là bảo đảm full set thôi sưởng ngón qua tiệm khác. Là 10 ngón vô đây. Tại vì cứ đứng lắc kiểu như vậy không. Mà khi mà có hoa hậu làm trong tiệm nail mình chỉ có một cách để ý thôi. Chỉ có những người nào mà chủ lâu năm hay là những người nào mà khôn như em mới để ý thôi. Vũa nail coi chừng nó méo. Tại cái Vương Niện nó hơi nặng. Mà cứ ngồi vũa mà cứ méo qua kiểu gì coi chừng nó méo. Phải không quý vị? Chỉ có cái việc đó là nên để ý thôi. Mà em thấy cái chương trình nail khuyên này không biết là ai có cái ý tưởng đặt ra cái tên mà em thấy nó hay vô cùng luôn quý vị. Em ngồi em nghĩ chứ. Khuyên là hoàng hậu. Mà dịch ra cái tiếng nôm na đó là mẫu nghi thiên hạ. Mà vô trong tiệm nail của mình gọi là má thiên hạ để cho còn gì nữa. Trời ơi thợ nail mà đi vô trong cái chương trình này mà lãnh chỉ cần 5-6 giải cho em thôi. Là đứa nào thợ nào cũng mang cái Vương Niện lên. Mình đổi tên tiệm là mẫu nghi thiên hạ. Có đứa nào dám đùi với mình. Tôi nói thợ nail mà chỉ cần đeo cái Vương Niện lên. Tao là má thiên hạ, có khách nào mà dám càm ràm với mình. Phải không quý vị? Em nói chọn khách bây giờ tinh ranh lắm nha quý vị nha. Tôi nói khách đó rất là khôn. Nó vô một cái tiệm nail đó, trước tiên là nó vô nó dòm cái không gian coi có đẹp hay không. Cái thứ hai là phải dòm cái nhan sắc. Làm như em không biết là người ta mặc định từ đâu. Mà mấy cái đứa đẹp đẹp á, nó làm nail đẹp thiệt. Còn ai mà kém nhan sắc á, là phải cần để ý. Cho nên trong tiệm nail mà chỉ cần có nhiều hoa hậu hay là có nhiều người đẹp, là em bảo đảm tự nhiên nail nó hốt bạc liền quý vị. Em suy nghĩ rồi, sau khi cái chương trình này về rồi thì chắc là em phải gọi anh Trúc Hồ coi thử coi ảnh có thể mở thêm tiệm nail hay là ảnh có nên làm thêm nail hay không. Và đồng thời là chắc là em phải nhờ anh Nguyên Khang để hướng dẫn về cái vụ mà mở tiệm nail để cầu khách phải không quý vị. Em thì em thấy là phải công nhận một điều là hồi nãy em thấy hai MC cứ nhắc tới chương trình lịch sử của nghề nail của mình. Bản thân của em là sinh sống nghề nail và em cực kỳ rất là thích nail, làm như người ta nói là cuộc đời này em đẻ ra chứ để làm nail hay gì á. Là một điều là bởi vì em có thử nhiều nghề mà em thấy không có cái nghề nào mà nó dễ như cái nghề nail hết trơn á. Tại vì cái nghề mình á, chỉ cần lên đó mình nói tiếng Việt. Nghề nail không bao giờ mà đi phỏng vấn. Trời ơi, mình vô mình phỏng vấn chủ không à. Chị đừng nói láo nghe. Em làm nail lâu năm tiệm chị ế đắt. Nói cái thở thôi là em đi biết tiệm nail đắt ế rồi. Chị đừng có gạt em, ế nói ế để em biết dọn đồ qua tiệm khác. Em chưa thấy một thợ nail mà được ngồi phỏng vấn như là mấy người Mỹ. Em nghĩ là Mỹ phải cần học hỏi cái cách phỏng vấn người nail của mình đó quý vị. Mình làm đi cho nó gọn.
Mà đã vậy khi vô trong tiệm nail nói tiếng Việt không mà cần gì phải học Anh văn. Chú cha trò vô đó nói tiếng Việt, em nói hả? Việt Nam, em biết tiếng Bắc, tiếng Trung là cũng nhờ làm nail chứ hồi xưa em dưới quê em nói tiếng quê thôi. Mà em làm nail riết mà em biết nói tiếng thành thị luôn đó quý vị. Vô đó, ế, đem lẩu ra nhúng. Có đứa mang đổ bánh xèo, rồi có đứa mang mắm, mang thịt, mang cua, mang cá lên nhậu tại chỗ. Đâu có một cái nghề nào mà nó sự thoải mái mà nó sung sướng như nghề này quý vị. Nếu mà bây giờ cho quý vị chọn lựa lại một lần nữa, quý vị có làm nail không quý vị? Làm nail không? Chị, trời ơi, em thấy chị cũng đứng tuổi mà chị cũng ham hố quá. Chị cũng chịu làm nail luôn hả chị? Em thấy cái nghề nail phải công nhận là mình phải nên tự hào về cái nghề nail. Bản thân em rất là tự hào cái ngành nail. Em không biết cái bà nghệ sĩ Tippy bả là ai, nhưng nếu mà em có dịp được gặp bả, chắc em cũng phải cung kính và nói một lời cảm ơn với bà đó. Là bởi vì bả hướng dẫn cho những người làm nail trước, và cũng nhờ cái điểm đó mà em có được một cái dịp kiếm tiền dễ như hôm nay. Phải công nhận là người Việt Nam của mình, khi mà qua tới Mỹ, mình không cần phải suy nghĩ nhiều về vấn đề học ở trường nào, phải nên chọn cái nghề nào, mà cứ đi làm nail là một cái công việc nó dễ nhất. Cho nên bản thân của em rất cảm ơn cái nghề nail, và dĩ nhiên là em rất cảm ơn chương trình. Và đặc biệt hơn nữa là em xin cảm ơn mấy chàng phát tay của quý vị. Hôm nay thì chương trình tặng em 5 phút để lên đây nói chuyện, trò chuyện với quý vị, để cho thời gian ba mấy vị giám khảo đang chấm thi. Bây giờ chắc có lẽ là đã có được cái người nào thi chưa chị? Chị Giáng Ngọc, chị biết ai đậu chưa chị? Chị chưa biết hả? Trời đất ơi, giám khảo gì mà thiệt á. Trời đúng là, trời phải nhiều chuyện chị ơi. Vừa ra là ta đoán được đứa nào đậu liền. Trời chị kín miệng dễ sợ luôn đó. Bây giờ thì em xin trả lại sân khấu lại cho chương trình. Và một lần nữa Hùng Lê Hùng xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn những chàng pháo tay của quý vị. Và hy vọng là trong giây phút vừa qua Hùng Lê Hùng không có mít lòng ai. Và hy vọng là quý vị sẽ có một cái đêm để mà thưởng thức cuộc thi của chúng tôi mỗi lúc một khích hơn. Xin cảm ơn. Chương trình được bảo trợ bởi D&D Gel, A World of Blooming Color. Nails of America and Milano Nail Spa, a luxurious nail salon. Advanced Beauty College, inspire, educate, give back. Luraco với ghế massage, sản xuất tại Hoa Kỳ và những sản phẩm tuyệt hảo cho ngành nail. Makeup Fukuden, đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty, phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Cho quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa. Thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri, cái số phone là 1-800-535-5419. Don't
đầu lọc của ngành thuốc lá thật sự không thanh lọc gì cả. Chúng được làm từ sợi vi nhựa độc hại. Chúng có thể xâm nhập vào nước, thực phẩm và không khí. Sợi vi nhựa càng nhỏ càng gây ra nhiều thiệt hại. Có thể nào chúng xâm nhập thân thể bạn? Có phải con người chính là mối? Nghiên cứu mới cho thấy mối liên hệ tiềm tàng gây đột biến DNA. Một lời nói dối xấu xa gây hại cho thế hệ tương lai. Này thế giới, giờ bạn đã biết, hãy báo động. Tìm hiểu thêm tại undo.org/viet. Bạn cố ăn uống sao cho điều hành, nhưng miếng thịt bò nóng mềm này đâu cần để ý đâu. Đây là món quarter pounder with cheese deluxe. Thưa quý vị, là để tiếp tục chương trình thì chúng ta có một bài hát với tựa đề là Trái tim về đâu. Thì bây giờ thưa quý vị khán thính giả đang theo dõi live trên đài truyền hình SPTN, trái tim của quý vị đặt về thí sinh nào, quý vị nên text cho chúng tôi vào số phone 714-489-1061. Quý vị bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu mến nhất, bởi vì... chúng ta sẽ có một cái giải rất là đặc biệt, đó là giải khán giả bình chọn. Cho nên là quý khán thính giả nào đang theo dõi chương trình, quý vị có thể trở thành ban giám khảo nếu mà quý vị text về số phone 714-489-1061. This is where you text your favorite contestant for today, and we will be sure to add the tally for the audience's choice awards tomorrow. Vâng, và để tiếp tục chương trình thì nhạc phẩm Trái tim về đâu ngày hôm nay sẽ được gửi đến quý vị qua tiếng hát và phần trình diễn của nam ca sĩ Đoàn Phi. Em bỏ anh, thế gian tưởng chừng vỡ tan. Ngày em bỏ anh, lấy đi theo một trái tim. Còn đây mình anh, với xa thân giờ mất đi linh hồn. Trong vực sâu ngẩn ngơ biết đi về đâu. Ngày như là đêm, ước mong em về với anh. Trời đang vào đông, tuyết rơi cho lòng nhớ thêm. Dù cho thời gian có va đi được vết thương linh hồn, một khi tình xa mất em, trái tim về đâu? Trái tim về đâu? Trái tim về đâu? Mất em
trái tim về đâu. Dù cho thời gian có ba đi đường vết thương linh hồn, một khi tình xa mất em trái tim về đâu. Quý vị vừa nghe tiếng hát của nam ca sĩ Đoàn Phi với bài Trái tim về đâu của nhạc sĩ Trúc Hồ. Nghe xong bài này cũng hơi lo lắng là không biết số phận chính cô thí sinh này ngày mai sẽ đi về đâu. Nhưng mà đó là thành phần ban giám khảo bầu cho Neil Queen. Nhưng quý vị ở nhà cũng có thể bầu cho người mà quý vị yêu thương bằng số phone là 714-489-1061. 714-489-1061. Chúng ta sẽ có một cái giải gọi là khán giả bầu chọn cho thí sinh vào ngày mai sẽ công bố. Và để liên tục chương trình ngày hôm nay, quý vị lúc nãy vừa nghe tiếng hát của anh Sĩ Đan đưa nhịp chân cho chính người đẹp. Thì thôi bây giờ mời quý vị cùng chào đón sự trở lại của anh Sĩ Đan với bài Do You Wanna. Mời quý vị cùng chào đón Sĩ Đan. Thank you. Sôi động chút xíu nha quý vị. Take me to
Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Chương trình được bảo trợ bởi Nails of America and Milanum Nail Spa, a luxurious nail salon. D&D Gel, a world of blooming color. Makeup Fukuden, đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty, phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thưa quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa. Thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri, cái số phone là 1-800-535-5419. Mọi kiểu dáng mang những ý nghĩa ẩn sâu trong nó. Đặc biệt trong tình yêu, khi người con trai tặng cho người con gái mình yêu thương, thì nó có nghĩa cho một tình yêu bất diệt bất chấp thời gian. Hãy cùng với Kiều Hạnh Jewelry ghi lại những khoảnh khắc tình yêu vĩnh cửu của hai bạn. Đến tay không?
mang lại sự tự tin bất biến. Xe Tundra 2022 Toyota đi khắp nẻo gần xa. Vâng, thưa quý vị, giây phút hồi hộp đã đến với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Sau đây thì Dương xin mời tất cả thí sinh đã tham dự trong vòng bán kết đêm hôm nay được trở về với sân khấu. Đầu tiên nhất là xin mời thí sinh mang số 1 Phi Phi Tạ. Xin vị cho một chàng pháo tay cho cô Phi Phi Tạ. Và không biết là quý vị đã chọn cho cô nào cho riêng mình chưa? Nhớ text để bầu cho cô thí sinh đó nha. Và tiếp theo xin mời cô thí sinh số 2, Sofia Alvarado. Contestant number 2, Sofia Alvarado. Kế đến là thí sinh mang số 3, Diệp Nhi. Và tiếp đến là cô thí sinh mang số bao danh số 5, Ngô Thúy Hằng. Bên cạnh đó là thí sinh mang số 6, Tiffany Nguyễn. Và tiếp đến là cô số 7, Nguyễn Thái Linh. Mang báo danh số 8, đó là Yến Hồ. Cô số 9, Tiffany C. Và kính thưa quý vị, đây chính cô thí sinh trong vòng bán kết của chúng ta. Và sau đây cũng có một cái tiết mục cũng rất là đặc biệt. Đó là bảo trợ của chương trình ngày hôm nay, đó là tiệm vàng Kiều Hạnh và DT Collagen có một cái món quà lưu niệm để tặng cho tất cả những cô thí sinh đã vào vòng bán kết ngày hôm nay. Xin mời đại diện của tiệm vàng Kiều Hạnh và DT Collagen xin mời lên sân khấu. Thưa quý vị, là đêm hôm nay là lần đầu tiên mà chúng ta có một cái chương trình thi hoa hậu cũng như là tài năng về ngành nail, Nail Queen 2022. Chúng tôi hy vọng rằng là đây là lần đầu tiên, nhưng mà chúng ta sẽ trở thành một truyền thống là năm nào chúng ta cũng có cái cuộc thi. Bởi vì cuộc thi đêm hôm nay, chúng ta vinh danh ngành nail của chúng ta, người Việt của chúng ta quá là thành công trong cái lĩnh vực này. Và đây là một cái đề tài mà Thùy Dương nghĩ rằng là chúng ta cần phải rất là cảm thấy proud, cảm thấy hân hạnh. Và chúng ta phải celebrate, nghĩa là lúc nào cũng vậy, celebrate, đúng không? Đúng rồi. Và lúc nãy Jimmy, vì đứng mấy cô này làm rung quá, cho nên còn thiếu một cô thí sinh số 10. Bây giờ mời cô bước ra sân khấu quay một vòng. Thí sinh số 10, Vũ Hạnh Mỹ Thương. Và xin mời đại diện cho DT Collagen và tiệm vàng Kiều Hạnh trao món quà lưu niệm cho các cô. Nghe đâu món quà cũng bé bé xinh xinh, cái dây chuyền hột xoàn thôi à. Yes. You know, we have shared, this is the very first time we've had a pageant for the nail industry, and it's long overdue. I think that our success in this industry is to be celebrated, and we are so proud to be here, SBTN and all of the sponsors. We are so proud to be celebrating the nail industry, and particularly the overseas Vietnamese community and our success in this industry. So we hope that tonight's pageant will be the first of many, that this is going to be a legacy, a pageant that will be celebrated every single year, because our industry deserves that celebration. The, you know, when we think about a person who does your nails, they are in their own right, they are artists, and we celebrate them like artists, and that is something that I think we need to speak about more often. Jimmy có đồng ý với Thùy Dương không? Rất là đồng ý với Thùy Dương. Và chúng tôi lúc nãy có nói quý vị là cái món quà bé bé xinh xinh này là cái dây chuyền cẩn hộp xoàn đó, thì cũng nhẹ nhàng thôi, có 1.500 một cái. Đó là cái món quà mà ban tổ chức tặng hết cho các cô. Cảm ơn MC Jimmy với lại Thùy Dương. Thưa quý vị, tiệm vàng Kiều Hạnh là tiểu Kiều Hạnh Jewelry đã có một cái nhà ý và là design riêng một cái crown, nghĩa là một cái vương miện trên cái mặt hột xoàn rất là đẹp. Mà nếu mà quý vị trên màn ảnh TV mà xem zoom vô trong cái cổ thật là mượt mà của các cô đó, sẽ thấy một cái vương miện nhỏ rất xinh.
Cảm ơn tiệm vàng Kiều Hạnh rất là nhiều. Dạ, vâng, xin mời các anh kỹ thuật zoom vào cái cổ thôi nha. Dạ, cái cổng dây chuyền thôi nha, đừng có zoom lên hoặc là xuống quá, không được. Đêm hôm nay chúng ta cũng thấy là chúng ta có sự bảo trợ của rất là nhiều những mạnh thường quân, và vì họ mà chúng ta mới được một cái chương trình thật là đẹp, thật là sang trọng ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn những title sponsors. Đầu tiên đó là D&D Gel của anh Lộc Dương. Công ty đã bảo trợ cho chương trình ngày hôm nay rất là nhiều. Và lúc nãy đó chúng ta nói là có một cái giải là Freestyle. Thì cái giải này ngày mai chúng ta sẽ biết là ai là người thắng, và cái trị giá cái giải nó cũng không hề nhỏ đâu quý vị, nhớ đón xem vào ngày mai. Tiếp đến là công ty Surihi với chị Giang Ngọc là đại diện. Xin cảm ơn Surihi đã đồng hành với SBTN trong thời gian dài vừa qua. Và tiếp đến là Milano của anh Thái. Xin cảm ơn anh đã bảo trợ cho chương trình của chúng tôi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Advanced Beauty College. Một lần nữa xin cảm ơn Kiều Hạnh Jewelry. Xin cảm ơn đến Lurico, Senwave, DT Collagen, SBTN, SBTN Go, và đặc biệt là Ngọc Sương Restaurant, bởi vì bây giờ thì Thùy Dương tin chắc rằng là các thí sinh với cả các MC còn rất là đói. Dạ, vâng. Xin cảm ơn Ngọc Sương. Dạ vâng, bên cạnh đó chúng tôi cũng không quên cảm ơn những cơ sở cơ quan truyền thông đã bảo trợ và phổ biến chương trình ngày hôm nay: Nhật báo Người Việt, Việt báo, Nam Radio, VRW, Trúc Hồ Music, Sài Gòn Times, IBC TV. Và hình như là các cô đã được đeo xong, hình như thiếu hai cái cho hai đứa mình. That's right, our turn. Vâng, và thưa quý vị là Thùy Dương. Dạ, chúng tôi còn có được chị Kim Nhung sẽ trao những cái tấm plaque cho tất cả những cô thí sinh. Và bây giờ chúng tôi xin mời chị Kim Nhung sẽ trao món quà lưu niệm cho Kiều Hạnh Jewelry. Vâng, và thưa quý vị là trong tay của Thùy Dương và Jimmy đã có kết quả của cuộc thi Logo Design do Senwave đã bảo trợ với cái giá là 3.500 đồng giải thưởng for Logo Design. $3,500 for the Senwave Logo Design. Bây giờ đó là Thùy Dương có cái điểm ở trong tay của các cô thí sinh. Tuy nhiên là chúng ta chỉ có chia sẻ the top three. Okay, the top three. For tonight, starting with a, yes, okay, trước khi đó thì DT Collagen cũng có quà cho tất cả các thí sinh. Top 3. Bây giờ xin mời chị Kim Nhung có thể đại diện cho DT Collagen để trao những cái món quà của DT Collagen tặng cho tất cả các thí sinh. Dạ vâng, cảm ơn tất cả quý vị. Thưa quý vị, bây giờ thì trước khi mà chúng ta công bố top 5 hay là top 3, cái hai cái giải mà phải nói là hồi hộp này đó, chúng ta sẽ để dành vào ngày chung kết. Ngày hôm nay trên tay của Thùy Dương đang cầm là giải tài năng chuyên môn. Tài năng chuyên môn hồi nãy quý vị cũng đã theo dõi các thí sinh đã design cái con penguin logo ở trên cái nail design, right? Và bây giờ sau đó là quý vị có theo dõi cái freestyle design, mà cái freestyle design đó sẽ có một nhà bảo trợ đặc biệt mà chúng tôi không có loan báo cái số tiền ngày hôm nay, bảo trợ cái số tiền cũng khá lớn, sẽ để dành vào ngày mai luôn là ngày chung kết. Ngày hôm nay chúng ta sẽ công bố kết quả logo Senway Design, Nail Design. Vâng, thưa vâng, đó thì chúng tôi cũng đang chia sẻ với quý vị, đó là the winner of the logo design của Senway bảo trợ. Thì đến đây đó là chúng ta sẽ chỉ có chia sẻ với quý vị điểm của ba thí sinh cao nhất. Okay, so this is the top three. So in second and third place, we have Thai. Ý của chị Thùy Dương muốn nói là ba cái điểm cao nhất trong cái phần logo design, chứ không phải là cái top 3, top 3, top 5 là ngày mai chúng ta mới đúng có rồi. Kết quả. Exactly. We are talking about the logo design. Với số điểm 41, hai thí sinh mang số 6 và thí sinh mang số 1.
đó là Phi Phi Tạ cũng như là Tiffany Nguyễn với 41 điểm. Tie for second and third place. Và thưa quý vị, người thí sinh đã thắng giải Logo Design with the highest score for Logo Design by Sendwave. Tonight, they're taking home $3,500. Could you please put a round of applause at 45 points? Contestant number two, Sophia Alvarado. Vâng, và bây giờ Kim Nhung xin mời đại diện của Sendwave lên để trao giải 3,500 Mỹ Kim cho giải nhất, độc nhất một giải, đó là giải Design Logo Sendwave. Sendwave bảo trợ. Vâng, xin mời đại diện của Sendwave. Hello, hello, Leon. Xin trân trọng mến chào tất cả và congratulations. Sorry, cho Leon bỏ nó xuống. Trên tay Leon là cầm một cái voucher 3,500 đồng của Sendwave, một hệ thống gửi tiền về Việt Nam. Rất là hân hạnh và vui được đồng hành cùng với Nail Queen cũng như cộng đồng Việt Nam hiện nay. Thì cả nhà nhớ cùng với tụi này download Sendwave, the app right away để gửi tiền cho thân nhân của mình tại Việt Nam. Và để có được thêm 15 đồng, mình bỏ vào Nail 2022 cho thân nhân. Và một lần nữa Leon xin trao 3,500 đồng này cho Nail Queen Freestyle by Sendwave. Thank you. Và đại diện cho đài truyền hình SBTN thì chúng tôi cũng có món quà lưu niệm dành tặng cho công ty Sendwave. Là một cái tấm plaque lưu niệm. Thank you so much. Thank you Leon, ca sĩ Leon, quý vị thấy. Và kính thưa quý vị, một lần nữa thì chúng tôi giới thiệu đến với tất cả quý vị tất cả những thí sinh có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và DT Collagen cũng sẽ có một món quà để tặng cho từng cô. Bây giờ xin mời chị Kim Nhung. Ngày hôm nay Kim Nhung xin phép để đại diện cho công ty DT Collagen, cô Diệu Thảo, dược sĩ Diệu Thảo đã xin phép không có mặt trong ngày hôm nay. Cho nên Kim Nhung xin chúc mừng tất cả các em thí sinh có được những món quà trong ngày hôm nay của những nhà bảo trợ. Vào ngày mai, vào ngày Chủ nhật, thì quý vị nhớ đón theo dõi chương trình trực tiếp ở trên đài SBTN vòng chung kết vào lúc 1:30. Ngày mai chúng ta mới biết được ai sẽ vào vòng chung kết. Chúng ta chọn ra top 5, rồi sau đó là top 3. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng sẽ cái trao giải freestyle của D&D mà quý vị đã thấy trong cái video clip vừa rồi. Ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ với quý vị. Bên cạnh đó được biết có nhiều giải phụ mà ban tổ chức và cũng như nhà bảo trợ để tặng cho cả các thí sinh, giải thân thiện, giải ăn ảnh và nhiều giải lắm, tới 4 giải lận. Và giải của SBTN, khán giả của SBTN bình chọn nữa thưa quý vị, cho nên là quý vị đừng có quên text về số phone để mà bầu cho người thí sinh mà chúng ta yêu mến nhất trong chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả những thí sinh đã vào vòng bán kết. We are going to see you guys tomorrow in the finals. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn. Xin cảm ơn chị Kim Nhung và xin mời tất cả các cô cùng vào bên trong. Và kính thưa quý vị, chương trình của chúng ta như nói lúc nào cũng hồi hộp bởi vì ngay ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa có kết quả là ai vào vòng chung kết, vào vòng top 3 hết. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ biết được vào ngày mai, cho nên quý vị nhớ đón xem trên hệ thống của đài truyền hình SBTN và SBTN Go vào lúc 1:30 ngày mai. Thưa quý vị là chúng ta đã ngày hôm nay chúng we celebrate our very first day of two days that we are celebrating the nail industry. Once again, we are extremely proud to be a part of this celebration, and we hope that this continues to be a legacy and an event that we have every single year so that we can continue to show our appreciation to the nail industry and every single person in it. Vâng, và để kết thúc chương trình của chúng ta ngày hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một nhạc phẩm với tựa đề mà cũng rất là thích hợp với chương trình của chúng ta ngày hôm nay với tựa đề I Will Survive. Dạ vâng, không biết ai sẽ survive tới ngày mai. Bây giờ mời quý vị cùng thưởng thức bài hát đó với tiếng hát của nữ ca sĩ Evi và Angel Gia Hân.
petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. So you're back from outer space. I just walk in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I would know for just 1 second you'd be back to bother me. Go on now, go. Walk out the door. Just turn around now, 'cause you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? You think I crumble? You think I lay down and die? Oh no, not I. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live. I've got all my love to give. I will survive. I will survive. Yeah, sorry for myself, I used to cry, but now I hold my head up high. You see me, somebody new. I'm not the chain of little birds that still in love with you. And so you felt like dropping in and just expect me to be free. Well, now I'm saving all my loving for someone who's loving me. Go on now, go. của Angel Gia Hưng và AV đã kết thúc vòng bán kết ngày hôm nay cuộc thi Nail Queen 2022. Thưa vâng, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai, chương trình chung kết của Nail Queen 2022. Xin quý vị hãy trở về lại với đài truyền hình SBTN. We will see you here at 1:30 tomorrow for the final. Good night everybody. Chương trình được bảo trợ bởi Nails of America and Milano Nail Spa, a luxurious nail salon. D&D Gel, a world of blooming color. Advanced Beauty College, inspire, educate, give back. Thank you.
Yohon Megabu Fukuden. Đây là một sản phẩm mà có lâu đời nhất của công ty. Phải nói là thuộc dạng là classic đó. Classic là nó bền mãi mãi theo thời gian. Thưa quý vị, đợt này là chúng ta mua 4 tặng 2 và chúng ta tặng thêm một hộp hắc sâm 20 gói như thế này, trị giá 150 đồng. Và tất cả những cái sản phẩm của công ty Suriri với cái giá đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có những cái quà tặng nữa. Thì mọi chi tiết quý vị có thể liên lạc với công ty Suriri. Cái số phone là 1-800-535-5419. Khi những sản phẩm của ngành thuốc lá bị phát hiện gây chết người, họ cam kết sự an toàn cho người hút thuốc, mệnh danh là đầu lọc. Nhưng đầu lọc này không an toàn, không hữu dụng, chỉ nhỏ bé và được làm bằng vi nhựa gây nguy hiểm cho mọi người. Đã quá lâu họ làm ô nhiễm trái đất, vi nhựa vương vãi khắp nơi, không cần phải cố công tìm. Hỡi ngành công nghiệp thuốc lá, các ngươi phải trả lời cho hành động vô lương tâm và lời nói dối chết người. Tìm hiểu thêm tại undo.org/viet. Một phần quay chiên cỡ chung và nước giải khát miễn phí khi bạn đặt mua món QPC Deluxe. Xin lỗi các bạn điều hành, cứ thoải mái thôi. Khăn giấy? Chẳng cần. Mình đã có khoai chiên đây để ăn đến giọt nóng chảy thơm ngon cuối cùng. Quý vị hãy ghé thăm khu nghỉ dưỡng Harrah's Resort SoCal và bước vào trạng thái tâm trí vui thú hơn. Quý vị có thể kỳ vọng những bất ngờ ở Fenner, California. Từ các bàn chơi đến bàn massage, chúng ta tận hưởng niềm vui có trong tất cả. Hãy bắt đầu cuộc phiêu lưu của quý vị và tìm thấy niềm vui ở khắp mọi ngõ ngách. Chỉ có ở Fenner, California.